Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em xem một cái máy hút bụi và một cái bơm xe của hãng Ryobi từ Mỹ về, và nó sản xuất năm 2021. Thì cái máy hút bụi này sử dụng hở 18V, và cái máy bơm xe cũng sử dụng 18V. Rồi mình sẽ khui ra cho anh em nào quan tâm liên hệ mình nha. Cái này nó nghiêng nghiêng đai nghiêng kiện từ Mỹ về hết. Thì anh em đã có pin và sạc rồi, thì mình sẽ sử dụng chung hở pin của anh em. Rồi mình sẽ khui ra. Cái này nghiêng đai nghiêng kiện, nó sản xuất 2021, và anh em đã có pin sạc rồi, thì mình sẽ sử dụng chung hở pin nó. Rồi đây catalog và giá của cái máy hút bụi này, nó sản xuất 2021 và nó sản xuất tại Indonesia, và giá của thân máy này 1,4 triệu, và giá này chưa bao gồm phí ship. Những anh em nào quan tâm liên hệ 0962232100. Máy này sản xuất tại Indo và sản xuất cuối năm 2021 nha anh em. Rồi thì mình sẽ xem đây, cái này là cái lọc bụi. Cái này là thì hàng từ USA về, thì nó rất là đẹp nha, không phải giống như hàng bãi từ Úc về và từ China về nha anh em. Cái này thì mình cắm vào này để hút cho những cái góc cạnh của xe hơi nè, rồi hút cạnh niệm nè. Rồi những anh em nào đã có pin và sạc rồi, mình sẽ mua cái máy hút bụi về mình sử dụng chung hợp pin nó. Và máy này sản xuất tại Indonesia và giá của nó là 1,4 triệu. Anh em quan tâm liên hệ 0962. Thì cái này có bàn chải. Rồi Ryobi sản xuất tại Indonesia và giá của nó 1,4 triệu. Tiếp đến là em Tùng sẽ giới thiệu đến anh em một cái máy bơm xe hơi của hãng Ryobi. Thì bơm xe hơi, bơm xe máy, bơm xe đạp các kiểu, bơm banh. Rồi em Tùng sẽ gửi đến anh em đây, nó là cái máy hút bụi, máy bơm xe. Máy này nó sản xuất tại Việt Nam và nó new 100%, có cái bóng đèn điện tử, và cái thân máy này chưa bao gồm pin, thì giá của nó là 1,2 triệu, chưa bao gồm phí ship. Anh em ở xa cọc thì em sẽ ship cho em. Pin 4A từ Mỹ về, B108, giá của nó là 1 triệu. Còn cái này là 1,2 triệu, mã của nó là B737D. Nó là maximum của nó là BSI 150, và máy từ Mỹ về chứng nhận UL, giá của nó là 1,2 triệu. Hút bụi giá của nó là 1,4 triệu, và giá này chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em. Anh em quan tâm thì nghiêng đai nghiêng kiện nha, mới 100%, không phải là hàng bãi Úc sửa lại, đây là hàng mới. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng. Cảm ơn anh em.